chào quý vị, hai trong số những đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử của Copa America. Hai đội bóng đã tham dự Copa America ngay từ những ngày đầu tiên và đang chia sẻ 24 chiếc vô địch. Của Uruguay có hai cầu thủ cùng mang họ Araujo, một người ở hàng tấn công. Ở mùa giải tới, Rafinha, Enrique và Rodrigo. Chưa có tình huống đánh đầu của Uruguay. Rất nguy hiểm. Đá phạt của De La Cruz. Đánh đầu. Tình huống chạm bóng của cầu thủ Uruguay nhưng họ không có được sự hỗ trợ cần thiết. Cơ hội cho Darwin Núñez. Pha tạt bóng cực kỳ chính xác của cầu thủ Uruguay khiến cho anh mất đà và để cho Darwin Núñez có được thời cơ. Còn đây là cơ hội cho Brazil. Rafinha không vào. Bị ốp sau lưng bởi các cầu thủ của Uruguay. Rafinha. Darwin Núñez. Và dứt điểm sau đó đến từ Valverde. Toàn có lý do để phàn nàn. De La Cruz. Darwin Núñez. Vẫn là Darwin Núñez. Vẫn còn. Không được. Lúc này Darwin Núñez đã chuyền bóng cho De La Cruz. Valverde sút xa. Huấn luyện viên Donovan Junior. Savinho chuẩn bị được đưa vào. Thẻ vàng. Thẻ vàng tiếp theo cho Uruguay. Thẻ đỏ cho tình huống này là hoàn toàn. Như vậy là tấm thẻ đỏ được rút ra. Enrique dứt điểm. Không khó đối với Roche. Federico Valverde. Cú đá quá khó của Valverde. Cú đá của Militao không vào. Rodrigo Bentancur. 2-0 cho Uruguay. Cú đá của Pereira đánh lừa được thủ thành Roche. Quá chuẩn xác, không có bất kỳ một sai lầm nào cả. Cú đá của Luis không vào. Cơ hội chiến thắng đang mở rộng với Uruguay. Jimenez không vào. Lại thêm một lần nữa Jimenez không thành công. Martinelli chính xác. Tới vòng bán kết. Ugarte.